Sau đây là những thông tin về thời tiết để bà con có thể chủ động trong sản xuất. Hiện nay một số địa phương ở miền Tây đã bắt đầu thu hoạch lúa thu đông. Thời tiết có thuận lợi không chị Hồng Quyên? Dạ, xin chào trường quay VTV Cần Thơ cùng với quý vị khán giả và bà con. Dự báo thời tiết những ngày tới ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn có mưa xuất hiện về khoảng thời gian buổi chiều và sẽ ảnh hưởng tới công việc thu hoạch cũng như là chăm sóc lúa thu đông của bà con. Cụ thể, tại tỉnh Hậu Giang, hiện thì đã thu hoạch được khoảng gần 4.000 hecta lúa thu đông đầu vụ. Năng suất thì khá là thấp, chỉ đạt khoảng từ 500 cho tới 600 kg trên một công. Bởi do diễn biến thời tiết khá bất lợi, mưa nhiều ngày khiến cho lúa bị lem lép hạt, cộng với đó là một số dịch hại khiến cho năng suất lúa cũng giảm đi. Dự báo thời tiết tại Hậu Giang trong khoảng một tuần tới sẽ đều có mưa dông xuất hiện về khoảng thời gian buổi chiều. Thậm chí là còn có những ngày mưa vừa và mưa to, có thể gây ra tình trạng ngập úng cục bộ, kèm theo đó là dông gió giật mạnh. Vậy thì thời điểm thích hợp để cho bà con có thể thu hoạch lúa là vào buổi sáng, khi mà trời có những khoảng nắng, mức nhiệt phổ biến là 30 đến 33 độ. Trước diễn biến thời tiết như thế này, thì ngành nông nghiệp của tỉnh cũng khuyến cáo bà con cần phải khẩn trương thu hoạch dứt điểm các diện tích lúa đã chín. Và sâu bệnh thì cũng gây hại và dễ phát sinh trong mưa ẩm. Vì vậy, bà con nên thường xuyên thăm đồng và có biện pháp phòng trừ kịp thời hiệu quả. Không riêng gì có Hậu Giang mà các trà lúa thu đông ở những địa phương khác của đồng bằng sông Cửu Long thì cũng cần phải lưu ý tới những biện pháp vừa kể trên. Khi mà dự báo cả 10 ngày tới ở đồng bằng sông Cửu Long đều sẽ có mưa xuất hiện về khoảng thời gian buổi chiều và chiều tối. Trong đó riêng ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 sẽ có mưa dông xuất hiện trên diện rộng, có những điểm mưa to đến rất to, dễ gây ra tình trạng ngập úng cùng dông sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Còn từ sáng cho tới trưa từ ngày 23 đến 25 tháng 10 do có mưa cho nên mức nhiệt khá vừa phải, chỉ khoảng 29 đến 32 độ. Các ngày còn lại là 19 đến 22 tháng 10 và 26 đến 28 tháng 10, mức nhiệt phổ biến trong ngưỡng là 31 đến 34 độ.